Em xin chào cô bác và anh chị đang xem kênh của em nha. Hôm nay thì em lại tiếp tục xin báo giá một số loại bông trang giống ở bên em nha anh chị. Đầu tiên là cây thứ nhất là em có cây trang trắng lá chung, mà nó hai cây chung một chậu nha anh chị. Nè, cây này là cái cốt của cây trang trắng nè. Đây, hai màu của nó đây, trắng lá chung, chung với cây tàu đỏ. Cao khoảng nhiêu đây, khoảng 2 gang của mình nha. Còn cái cốt của nó nè, hai cây đều là một cốt nhưng mà hai cây chung một chậu nha. Này đọt đỏ của cây trang tàu nè, cái ngón tay cái của em nè, tay cái em nè. Cái cốt của cây trang trắng này là bằng ngón tay cái của em luôn nha. Cây này trồng lâu lắm rồi nha anh chị, nhìn đẹp lắm nha. Đẹp lắm nha anh chị. Cây này là 1 triệu em bao ship nha anh chị. Anh chị nào mà mua thì cứ để lại số điện thoại hoặc là cứ alo trực tiếp qua số điện thoại của em là 0337432691. Cây thứ hai là cây cam thái. Cam thái nó chậu nó bay lớn gì đây, chậu như về 60k. Đây, cam thái. Và thứ ba là cây trang sen nha anh chị, trang đỏ nè. Cao khoảng hơn 1 gang của mình. Thì bông nó nở ra là như vậy. Sen này là 60k một cây luôn nè. Sen đỏ. Cây thứ tư mà em giới thiệu tới anh chị là cây vàng nghệ Thái nha. Này là bông đậm nha, chứ không phải là cái vàng chanh nó lợt nha. Này là vàng nghệ Thái nè. Vàng Thái đó, Thái lá nhỏ. Cao khoảng hơn 1 gram của mình. Chậu này cũng là 60k một chậu. Cây bên em là em bao ship từ 4 chậu nha anh chị. Thứ năm là cây này là cây tím sen. Tím sen Thái á, tím sen Thái dòng lá Thái thì nó chung một dòng lá nha anh chị. Lá nhỏ vậy nè. Tím sen nè của em hàng một cốt luôn nha. Bao đẹp luôn nha anh chị. Cây này em bán chỉ có 60k một cây thôi. Cây rất là đẹp nha. Lô trước của em là hàng bụi, lô này là hàng một cốt nha anh chị. Cây này là cây bông mẫu nó nở ra rồi. Mình gửi qua cho anh chị thì cái cây nó mới búp lên vài bông vậy thôi. Bông nở như vậy thì gỡ nó rụng hết trơn. Đây là 60k một cây nè. Tiếp tục là cây vàng lá quắn, lá xoắn anh chị. Đây, màu nó cũng đẹp như vàng nghệ nha. Cái này cái cây nó còn hơi nhỏ nên nó chưa có sung, chưa lên bông nhiều. Cây này là 60k luôn nè, cao hơn một cây ăn tay của em. Vàng lá xoắn. Tiếp theo là cây đỏ lá sắn. Đây, nó cũng giống như là cây vàng lá sắn, cũng 60k luôn nha. Cây nó dòng vàng lá sắn, đỏ lá sắn này nó có vài bông thôi nha anh chị. Chưa có nhiều bông nha. Cao hơn cây ăn tay của mình, 60k luôn. Đây là cây trang tim, trang lá tim. Dòng này thì chơi kiểu mà lá nha anh chị. Lá nó. Cái này thì bông nó ít. Trang lá tim, 60k một chậu nè. Đây là cây trang trắng lá chung. Này, bông nó sắp nở rồi. Trắng lá chung. Một cây nó khoảng có khoảng 2-3 bông như vậy nè. Cây như vậy là 65k một cây nè. Đây là cây hồng phấn. Hồng phấn siêu bông nha anh chị. Đây một bông nó đây. Hồng phấn. Cao khoảng 1 gang của mình nè. Cây nó 3-4 bông như nè. Cây như vậy là 50k. Hồng phấn. Tiếp tục là cây này là cây cam đài loan anh chị. Cây em giao anh chị là cây như vậy đây. Cao khoảng 1 gram của mình. Cây này là 60k nha. Đây là cái mặt bông của nó. Đây là cây giống nè. Bông nó chưa bự nha. Dòng này thì cái bông nó bự lắm. Đây là cái mặt bông của nó nè. Cây như vậy 60k một cây. Đây là cây hồng phấn sữa nè. Hồng phấn sữa này em số lượng không có nhiều nha anh chị. Cây nào có mặt bông rồi thì em mới giao cho anh chị nha. Chứ như cái cây mà chưa nở bông vậy em cũng không giao luôn nha. Em giao cây có bông sẵn như vậy. Bao chuẩn hàng cho anh chị nha. Cây như vậy là 130k. Ê, em nói lộn, em xin lỗi. Cây như vậy là 300k. Còn cây giống mà nó cao khoảng 3 cặp lá. Như đây 1 cặp nè, 2 cặp nè, 3 cặp nè. Cây giống như vậy là 130k. Còn cây mà lớn như vậy nè là 300k. Đây là cây tím sen lá chung. Mình tím sen lá chung anh chị nhìn vô cũng biết rồi ha, cây này nó chưa có bông, tại cây này hàng cây giống nha. Nè cái cuốn của nó nè, chỗ này là nó màu đỏ đỏ nè. Điện thoại em chắc này mình nhìn nó mờ quá.
nó đỏ đỏ ngay chỗ này nè. Tím sen này 150 một cây, 150k. Với lại hôm nay là em có cái cây mỹ cam nha anh chị. Mỹ cam đang bông thần chậu sẵn luôn như vậy luôn. Bông nó đây, đang nở luôn. Màu mỹ cam rất tươi, đẹp nha. Đây mỹ cam. Cái gốc của nó đây anh chị. Cái gốc của nó là cái gốc liền luôn nè. Nó dính liền vô luôn nguyên một cụm vậy nè. Được nè. Được nhánh nè. Cái này gì anh chị uống lại nhìn nó đẹp lắm nha. Cây này là em bán là 1,5 triệu bao ship nha anh chị. Em bao ship luôn cho anh chị nha. Nhưng mà cây này là hàng chuyển khoản em mới gửi nha anh chị. Tại cây này gửi qua nhiều khi mà anh chị nhìn không vừa ý hay gì đó, không lấy thì nó hơi lu bu gắt gói xíu. Em bán cũng nhiều nên anh chị nào tin tưởng thì chuyển khoản em mới gửi cây này nha. Cây này là 1,5 triệu thôi. Em bao ship nó nguyên một cái củ ở dưới này nè. Nó liền luôn nè. Nó dính liền với nhau luôn. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Anh chị nào mà tốt thì nhắn đăng ký ủng hộ em nha anh chị, để xem những clip mới nhất của em nha. Số điện thoại của em là 0337 432 691. Em ở Sa Đéc, Đồng Tháp nha anh chị.